Đội Dạy Thanh Huyền xin được kính chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay Đội Dạy Thanh Huyền sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng cái Endercom với mã NP cạch ngang RJ05 đến từ thương hiệu Jojirushi vua đầu bếp các bác nhé. Và nồi mặc định sau khi cắm điện vào là chế độ nấu eco tiết kiệm điện. Chúng ta chỉ việc ấn nút nấu và hơn một tiếng là sẽ xong nồi cơm rồi. Và tắt đi này. Đó. Chúng ta tắt đi và chúng ta ngoài cái các chế độ ra chúng ta còn rất nhiều chế độ khác nữa. Ví dụ như gạo trắng nấu thường này, chúng ta ấn menu. Đó. Ở một lần nữa là đây là chế độ cơm rời, chuyên để nấu cơm rời cứng hơn một xíu để chúng ta có thể rang cơm. Nếu bác nào thích ăn cơm cứng thì chúng ta chọn chế độ này. Tiếp theo đây là chế độ nấu ngon nhất của nồi. Đến khoảng một tiếng rưỡi các bác nhá là sẽ xong nồi cơm. Đó là cái ngoài cùng bên tay phải này. Một tiếng rưỡi tắt đi. Tiếp theo chúng ta ấn menu thì chúng ta lại ngoài ra chúng ta có thể dùng cả chế độ nấu nhanh. Khi chúng ta không có thời gian để đợi lâu thì chúng ta chọn chế độ nấu nhanh để khoảng hơn 40 phút. Đây là chế độ cơm trộn kiểu Nhật này. Cơm làm sushi. Cháo, cháo là cái dưới cùng ngoài cùng bên tay phải này các bác nhá. Khi chọn chế độ này thì chúng ta không sợ cơm bị rào ra. Đó, gạo lứt, gạo nâu, gạo hỗn hợp này thì gồm các loại đậu các bác cho đậu vào nấu cùng với cơm ăn thực dưỡng thì không lo bị đậu bị cứng các bác nhá. Đó. Và tắt đi. Rồi, và tắt và ủ thì nó là hai trong một, chúng ta ấn đấy. Đó, đấy là tắt. Tắt ủ và trên cùng đấy là ủ. Ủ thì sẽ hiển thị thời gian để ủ. Ở dưới đây cái nút này đồ nhà Tây Huyền không dán dịch tiếng Việt, đấy là nút gạo không vo các bác nhé. Rồi, menu. Và bây giờ còn một cái chế độ đó, chế độ hẹn giờ. Hẹn giờ này, điều kiện tiên quyết để hẹn giờ được nồi cơm đó là chúng ta phải chỉnh cái giờ của đồng hồ về giờ chuẩn hiện tại của Việt Nam mình các bác nhé. Đó, chúng ta ấn và giữ cái nút mũi tên này, tăng giảm thời gian về thời gian hiện tại của Việt Nam mình. Đó, sau đó chúng ta sẽ ấn menu để lưu lại cái giờ mà chúng ta vừa mới cài đặt. Đó. Để lưu lại cài đặt đó. Rồi sau đó chúng ta ấn nút hẹn giờ. Hẹn giờ thì có hẹn giờ 1 và hẹn giờ 2. Hẹn giờ 1 bây giờ chúng ta muốn có, ví dụ chúng ta muốn có 12 giờ 30 phút có cơm ăn thì chúng ta sẽ chọn chế độ này và nấu được, đang nấu ở chế độ gạo cơm ngon nhất rồi và ấn nút nấu thì chúng ta thấy rằng cái nút hẹn giờ nó đã hiển thị màu xanh rồi các bác nhé. Tức là nồi đã nhận lệnh rồi, hiện tại nồi đã nhận lệnh 12 rưỡi sẽ có cơm và nấu ở chế độ nấu cơm ngon nhất cho các bác ăn. Đó, trên đây đồ nhà Tây Huyền đã hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết cho các bác. Bác nào mà có mẫu này mà chưa có bản dịch tiếng Việt có thể liên hệ với đồ nhà Tây Huyền để đồ nhà Tây Huyền sẽ gửi bản dịch cho các bác. Video xin phép và dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.